khu vực phía Nam đang đón đợt triều cường trong tháng 8 âm lịch. Nhiều khu vực, nhất là những địa bàn trũng thấp, các tuyến đường ven sông rạch đã bị nước triều dâng ngập. Tại Đồng Tháp, triều cường lên nhanh kết hợp với mưa kéo dài trong những ngày qua, khiến một số tuyến đường trên địa bàn thành phố Sa Đéc bị ngập nước, gây khó khăn trong việc đi lại của người dân. Sáng nay 21 tháng 9, một số tuyến đường bị ngập sâu như đường Trần Phú, Nguyễn Cư Trinh, đường khu liên hợp thể dục thể thao, đường Lý Thường Kiệt, khu vực bờ kè phường 3, phường 4 có nơi nước ngập sâu hơn nửa bánh xe, buộc người đi đường phải di chuyển rất chậm. Thời điểm nước ngập thường vào buổi sáng sớm và chiều tối, trùng vào giờ tan tầm nên gây không ít khó khăn cho người dân. Theo Đài khí tượng thủy văn tỉnh Đồng Tháp, trong những giờ tới, mây dông tiếp tục phát triển và gây mưa rào kèm theo dông sét cho các địa phương. Lượng mưa phổ biến từ 5 đến 20mm, có nơi trên 25mm. Trong cơn dông, cần đề phòng xảy ra sét và gió giật mạnh. Còn theo dự báo của Đài khí tượng thủy văn khu vực Nam Bộ, triều cường sẽ còn tiếp tục xuất hiện và dâng cao theo con nước trong thời gian tới. Do đó, người dân cần có biện pháp chủ động phòng tránh để không bị ảnh hưởng bởi thủy triều, nhất là đối với các hoạt động sản xuất nông nghiệp.